Mày lớn lên, mày lớn lên, là thấy là ảnh khuôn mặt hung tợn, la hét, chửi bới, thậm chí là điên cuồng khi gặp người lạ đến gần. Vài tháng trước đây thì người ta lại run sợ với tiếng chửi bới của người đàn ông này. Từng là trụ cột của một gia đình, từng có cuộc sống đầm ấm như bao người, nhưng anh Cường bỗng trở nên điên dại chỉ vì biến cố gia đình từ ngày vợ con mình bỏ ra đi. Hết xiềng xích rồi lại nhốt vào nhà sắt, đó là những gì mà số phận anh Cường phải chịu đựng suốt gần 5 năm qua. Thời gian tới, mình sẽ lên kế hoạch đưa anh Cường vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Mong một phép màu nào đó sẽ đến với anh, để anh có thể trở lại cuộc sống bình thường như xưa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại cuộc sống của anh Cường. Hiện nay thì Bùi Hồ đang đứng trên một cái cây cầu, và cây cầu này thì được Đạt với lại Mạnh Thường Quân hỗ trợ để cất cho ông cụ và anh Út Nhất có thể đi ra thăm anh Cường cho nó an toàn hơn tí xíu. Tại vì cây cầu lúc trước sơ hở một tí xíu thôi thì sẽ lọt cái chân xuống dưới. Ngày hôm nay thì một buổi sáng lật đật thì Đạt với lại một anh là anh rể của Út Nhất cũng đã làm xong cây cầu cho ông cụ đi ra thăm ông Cường. Chúng ta sẽ nhắc nhiều về câu chuyện một người đàn ông được gọi là hung dữ, hay là một người đàn ông bị nhốt trong một cái lồng sắt như thế này. Và rất là nhiều cô bác anh chị khi mà xem một cái đoạn clip này, nếu như mà chưa xem những cái đoạn clip trước đó thì hỏi vì sao cuộc sống người đàn ông này lại trở nên như vậy. Thông tin với cô bác anh chị, trước đây anh Cường, một người đàn ông trong nhà sắt này, cũng đã từng có gia đình, cũng từng có vợ, cũng từng đi làm, từng có con. Và hiện nay vợ con của anh không sống với anh nữa, với một lý do khi anh bắt đầu phát bệnh lên á thì anh đã bắt đầu hành hung vợ mình, và thậm chí là đốt nhà. Rồi sau đó là cũng có thời gian là anh lại hành hung chính cha ruột của mình. Vì chịu không nổi thì chị đã bỏ ra đi. Bẵng một thời gian nữa thì con của anh cũng đã lớn và đã đi theo vợ của mình để mà làm ăn. Thì anh càng ngày lại tỏ vẻ càng hung dữ hơn. Vì thế mà người ta sẽ xích anh lại. Những người trong nhà muốn hay không muốn cũng phải cho anh xích chân anh lại ở một cái căn chòi cũ bên kia kìa. Và từ đó thì anh lại trở nên hung dữ hơn. Sau được thời gian đó thì chia sẻ đoạn clip của anh lên mạng thì được chị Oanh ở Đài Loan hỗ trợ cho anh có một cái ngôi nhà, gọi là một cái lồng sắt thì nó hơi tội đối với một con người như vậy, nhưng mà đó chính là một cái lồng dùng để cho anh ở trong này và tháo xích anh ra. Cuộc đời của anh thì chắc có lẽ là một là ở trong bệnh viện, hai là sẽ gắn bó như thế này. Cũng mong sao có một phép màu nào đó sẽ đến được với anh, để thời gian tới anh có thể hòa nhập được cộng đồng. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị nghe ông cụ là cha ruột của anh Cường, một người đàn ông sống trong một ngôi nhà sắt này, chia sẻ về cuộc sống lúc trước của anh ha. Là thăm được giới thiệu để coi hỏi mày biết ông này ông nào không, thử coi nó trả lời sao. Dạ. Coi là không biết, không biết rồi. Nó cho mày không biết rồi. Ông cậu đi. Chút nữa để lắm cậu á. Cho ông đi gặp mặt đi chứ ông Cường nói là ông cũng không nghe mà mình nói không nghe. Sáng nay ông cụ thấy khỏe ha. Uống sữa rồi. Cơm rồi, uống ly sữa rồi, bỏ. Có ăn cháo không? Cháo ông Cường mà ăn. Thì mới về đây cái ăn cơm rồi quậy ly sữa uống rồi đi gặp chú ra cha con mình uống để đi vô rồi thăm mỗi lần tôi với ổng không hai cha con vậy là mẹ về cốc cái chiều á. Có cây cầu rồi đi thăm anh Cường khỏe rồi. Mà mấy ngày nay anh Cường anh cũng ít quậy hơn. Rồi cũng cần phải theo dõi một thời gian nữa cô bác anh chị. Tại vì để thời gian coi nó lâu coi nó có êm thấm này không. Dạ. Hình như là bây giờ là loại thuốc mà của Mạnh Thường Quân của Đạt đưa uống là nó có thành phần cái chất ngủ. Anh thử ảnh thích ngủ tôi hơn. Cũng bị nó hai lần à, tôi cũng ớn rồi. Ngày xưa là ông cụ bị anh Cường đạp. Té. Đang nấu cơm với anh đạp. Hồi trước á, tiên nhiên thì nó cạnh khúc cây. Dạ. Cây bờ lớn. Tôi ngồi cơm ổn quýnh. Quýnh là tôi là cái này. Dạ.
nó quấn tôi cái rồi nó chạy. Tôi chạy mà chạy không kịp với nó để nó đạp. Dạ. Đạp tôi rớt dưới đất. Hay vậy tôi mới thấy tỉnh vậy tôi chạy ra đi. Rồi kỳ sau nữa mình thấy nó cũng êm. Dạ. Rồi về em ngồi nấu cơm muốn ngồi vậy nè. Dạ. Ngồi nấu cơm làm có nụ cơm chụm củi á. Dạ. Mẹ quất cho một đạp luôn tôi ra đây. Đạp dân tôi dưới đất mà thôi không hay. Nào hồi nằm với nó tỉnh tôi mới hay. Mà hai đũa bị trúng gạch. Lát là máu không. Mấy nhỏ nó cũng thấy đau lòng rồi bắt trói rồi mới nẹt. Nẹt rồi sao nó sức. Sức rồi về sau lại cái nó êm. Nó cũng mấy rồi nó làm cái lửa mới trói lại nẹt luôn cái nhà đó đó. Cũng thấy là do thần kinh của anh Cường căng thẳng á, chứ anh Cường cũng rất là hiền hòa. Ba điều mà nó có cái cơn của nó mà bị liền của nó phải khùng mạnh á. Dạ. Mạnh nặng. Ảnh sức lực ảnh dữ lắm. Nó trời ơi hồi trước á nó là nhà cũ nó làm không đó. Với cái nhà hôm nay cái là cái nhà nó ở bây giờ trước á là nhà bếp. Mà nhà lớn của nó về nó đốt. Mà nhà nào ấy rồi nó đốt. Đâu có trói xong mà vậy nó đốt. Mà nó đốt rồi ra nó đập ổ điện của tôi với giấy tờ rồi lấy lục đốt chân trọi. Nhưng mà qua hai lần bị anh Cường tấn công như vậy thì cũng ám ảnh. Mà ngày nay sao mà ông cụ lại quyết định ra thăm anh Cường? Dạ, chúng tôi muốn lâu quá thử coi. Ra cũng như thăm nó hỏi về biết tôi hay không. Ông cụ có lo lắng điều gì khi mà tiếp cận với anh Cường không? Cũng thấy con thì đâu có bỏ được. Thì tại vì nó là hơi lố quá rồi tôi hơi buồn nghe thôi. Yeah. Chứ còn con mà nào mình đâu có bỏ. Nói vậy chứ cả 9-10 đứa con mà tôi nuôi lo lắng hết trơn mà. Thì mình nói vậy tại vì cái phần số của nó. Chứ hồi đó nó ở cũng được đứa con. Yeah. Rồi thằng trai. Rồi giờ nó quýnh vợ nó cả lúc nó nó cũng hơi lên cơn mà nó quýnh vợ luôn qua quýnh rồi vợ nó thấy vậy cũng buồn mà riết rồi nó bỏ đi mà trách làm sao được khi mà con của mình lại đâu có biết gì đâu mỗi khi mà là căng thẳng dây thần kinh á thì ông cụ cũng đâu có buồn trách gì chỉ có đau thôi sợ rồi nó mỗi lần tấn công như vậy thì nó làm cho mình ám ảnh. Dạ. Tôi nghe hồi trước có khi nó còn vợ con nó cũng lo cho nhỏ con nó đi học sắm cho được chiếc xe điện đó, cho đi đặng mà nó đi về ngoại nó bển chơi sắm đó mà ông đi bằng mướn mà ông đi mẹ mướn ở miền ngoài xí thuốc á mãi rồi mới được là 3 triệu về sắm cho nó chiếc xe cho nó đi học đi thăm bà ngoại nó ở bên Phú Xuân. Con hỏi ông cụ lại ngày xưa là anh Cường khi mà chưa có vợ là anh Cường ảnh con nghe nói là ảnh siêng năng lắm không cụ? Cũng nó cũng bằng là mãi cũng đi bằng mướn cũng chỗ này chỗ kia. Rồi nó mới gặp vợ nó bên Phú Xuân á. Rồi mới gặp vợ nó bển rồi nó ở bển. Rồi sao lại ở bển rồi mới dỡ nhà gì bên đây. Rồi sau này là vợ đi rồi sau đó con đi cú sốc quá lớn. Thành thử là... Thì có gì cho con làm gì cũng phải nhớ cha bệnh hoạn gì là nó đâu có theo. Dạ. Yeah. Phải nữa theo ấy. Này giờ theo mẹ nó thôi. Dạ. Yeah. Chỉ có con cái thì bỏ cha mẹ chứ cha mẹ nào bỏ con cái được hơn cậu ha. Giờ thành
ra bây giờ nó phải chịu đau khổ nó giờ tại phần số của nó vậy rồi sao giờ. Người ta nói là con nghe anh Út Nhất nói mà cũng chạnh lòng, là ông cụ ông nói là bây giờ nhà của mình chỉ còn có ba cha con mình thôi, đó là Út Nhất với là anh Cường. Anh Tú thì anh cứ đi lên đi xuống đi lên đi xuống hả? Trời ơi, đó đi chỉ khuya cả 2 giờ 1 giờ nó mới về ngủ đó, mà nó ngủ thì trước nó cho nó có hùng với cái mền nó văng nó ngủ được tốt, nó về nó văng ngủ chứ anh đi đâu đi biết đâu giờ mà ấy. Có bao giờ anh Tú đi lại hỏi thăm ông cụ không ông cụ? À là ngày thì sau này nó có đi thăm rồi chứ còn cơ trước á nó cũng đi hoài khơ vậy chứ đâu có ở chỗ quy định để vô. Ngày trước đó là con thấy anh Tú là không có ai tiếp cận với ảnh á, làm như cuộc sống của ảnh bị hơi tự kỷ á ông cụ. Dạ. Rồi sau này dần dần nhiều người tiếp cận với anh Tú này nọ thì bây giờ ảnh thông ra thêm á. Dạ. Cho nên bây giờ cũng tới lui nhiều khi cũng hỏi thăm ông cụ ha. Dạ. Dạ, có vậy bây giờ sau này cũng như cái thuyết là đời sống tỉnh bộ tỉnh bộ tuồng này xong hơi thôi. biết. Dạ. Thôi con mời ông cụ bước lên cây cầu. Yeah. Ông cụ đi đi mình đừng sợ nha. Dạ không có lý thường nữa. Cũng có đây. Rồi cây cầu rộng rãi ông cụ đi thoải mái ha. Ngồi vậy nói chuyện rồi chơi. Thường ơi Thường, ngồi nói chuyện chơi. Hút điếu thuốc nè anh Cường. Đây. Anh Cường nè, em mời anh Cường điếu thuốc. Ngồi nói chuyện nè anh Cường, điếu thuốc nè anh Cường. Anh Cường ơi, hút điếu nữa đi anh. Nè ngồi vậy hút điếu thuốc nữa đi anh. Anh Cường bây giờ ngủ mê man luôn rồi. Quá mê man à. Mê. Hút điếu nữa đi anh ơi cho. Hôm nay có ai ra thăm anh nè anh Cường? Ngoài đây là em biết nó thích ngủ mà ngày ngày ngủ. Ông cụ ngồi bên đó thấy không? Thấy anh Cường không? Thấy mặt đó. Dạ. Kêu nó hỏi rồi đó. Nó ngủ vô hoài. Thấy không? Thấy anh Cường sao ông cụ? Dạ. Thì thấy nó ngồi ra đây nó ngủ hoài vậy mà bây giờ nó có nói chuyện với nó biết. Cái khuôn mặt anh Cường rất là hiền từ. Ngay thì hồi đó nó cũng đi bằng mướn cũng là như thường bình thường. Dạ. Chứ còn không có nào có thú ý có nào hung hăng lắm. Tại vì nó cũng có cái cơn bệnh là thành ra nó mới này kia nọ chứ còn cái hồi trước rồi nó cũng bình thường ấy. Hồi lúc chưa phát bệnh thì nó cũng vậy bình thường giống ấy. Hồi sớm con ra đây thì anh Cường ăn được 2-3 trái nho với hút được 1 điếu thuốc. Dạ. Yeah. Rồi sao ảnh mê man ảnh ngủ nữa rồi ngủ mê. Dạ. Yeah. Anh Cường hiền từ lại với ảnh ngủ được thì ông cụ mừng không? Thì ngay cũng mừng cũng hồi cho con nó mạnh được á, mạnh khỏe á. Dạ. Cũng do lần mà nó đi đứng rồi thử ra làm sao. Dạ. Bây giờ thế là bây giờ thì cũng không dám làm không dầu cho nó mạnh nữa. Dạ. Cũng như ở đây cho nó thử cho nó làm sao.
Nhưng mà dần dần thì cái sức của anh Cường rất là mạnh, thì dần dần mấy anh em con cũng như là tiếp xúc với anh Cường nhiều ngày đó, để cho ảnh không có còn sợ nữa, thì mấy anh em con sẽ cố gắng để mà vệ sinh cũng như cắt móng tay cho anh Cường, cũng như cạo râu cho anh Cường nữa nè. Anh một động dám vô cạo râu cho anh Cường không? Nếu mà cái sự thân thiện của anh Cường bình thường thì vô bình thường đâu có gì đâu. Không được đâu. Vô á, mình phải thủ cửa. Sợ chung là bà tử đó. Dạ. Mình cũng phải thủ cửa. Có khi người để ý là mình mở hoài nha. Nó chui ra là mình lâu sao kẹt nó. Mệt đó. Hôm nay uống cái thuốc này chắc có thể ngủ. Đây là một loại thuốc an thần thì nó sẽ có chất gây buồn ngủ. Không biết là bằng đêm nó có ngủ không chú. Dạ con cũng không rành, nhưng mà theo con được biết á thì thuốc an thần nó sẽ có chất gây ngủ. Không. Ảnh bây giờ ảnh rất là buồn ngủ luôn. Chú ba hôm cô ba. Cô ba là tôi vô lấy thuốc ông ai cũng có cái bị là an thần vậy nè. Là mua nhờ qua ấy thuốc thử chiếu rồi coi lần em vừa mua rồi thành ra mới chiếu qua thuốc đó rồi mới về bển đó. Là cũng ai cũng nhờ cũng đứa con cũng về bị vậy đó. Con có điện thoại cho một cái anh ở Mỹ hỗ trợ cho anh Cường đi bệnh viện á, thì anh nói thuốc này là một loại thuốc an thần thì nó ngủ. Dạ. Tuy nhiên thì cần phải có sự tư vấn của bác sĩ thêm tí xíu nữa. Tại vì khi ảnh ngủ thì bây giờ cái tay chân của anh bây giờ nó giống như bủng rủng nha. Ảnh rất là buồn ngủ luôn. Thầy đang ngủ hoài, thầy ra cái ngủ rồi mình không biết cái bình tĩnh ra sao, mình cũng không biết. Bây giờ thấy nó ngủ vậy hoài, không biết là bằng lên có ngủ không hay vậy không. Nó tôi biết hồi nào bên đây nè. Dạ. Bên dừng tôi hồi đó cũng biết mới dựng có nhiều cái nó đạp văng hết trơn. Dạ. Rồi nó làm để nó bị mà hầm là cái nó không chịu cái hành lại trống. Ừ. Bây giờ mình thấy ra mưa tạt dột quá. Dạ. Tôi nghiệp nó giờ chắc còn lúc mưa gió thường thì đỡ sợ cái mưa lạc ướt vậy thôi. Họ bên đây nè mưa cái rồi nó lạc vô trong không có việc đó. Có muốn hỏi ông cụ là bao lâu rồi ông cụ mới ra đây? Cũng mới qua họ đây đâu cũng hơn nửa tháng vậy nè mới ra đây. Dạ. Lần trước thì đứng xa thôi, bây giờ thì lại dám đến cái nơi mà gọi là cái từ dám thì nó hơi ấy. Ông cụ lại đến cái nơi mà gần nhất để nhìn thấy con mình. Mà giờ này thì khi mà ông cụ ra thì trạng thái anh Cường là đang ngủ mê man à. Không có trao đổi được gì. Bởi vậy có khi để tôi cũng muốn để nó thức thằng bà hỏi tôi nó biết tôi hay không. Dạ. Vậy đó. Chứ còn thử cơ hội mình đó mình có nó trả lời sao vậy. Dạ. Tiếc một điều thì hôm nay ra đây thì anh Cường lại ngủ say sưa rồi. Dạ. Không có trò chuyện được ông cụ để coi anh còn nhớ ông cụ là ba của mình không? Tại vì đấy mình tôi làm thân. Dạ. Lại với chú hỏi ông này là ông nào chú mày biết không chú. Dạ. Mày biết không vậy thôi. Dạ. Mình biết nó nó biết thì mình có thể là hiểu nghe không? Nếu mà anh Cường biết được đó là cái sự khuyên giảm và một điều thì rất là tốt. Ông cụ ơi, con muốn xác minh lại là ngày xưa là anh Cường đánh vợ mình quá nên vợ mình bỏ đi hay là như thế nào ông cụ? Bị vợ nó đánh quá rồi. Bắt đầu nó bị mới đó. Rồi thấy vậy cô chở nhà thương con làm. Rồi về, vợ cũng chở đi về. Về rồi bắt đầu nó hầm cơn nó hơi nhiều quá. Nó quánh vợ nó quá quánh. Vợ chịu hết nổi. Quánh vợ đó, vợ
biết là nó hơi cơn đơ lên cơn rồi, thấy vợ bỏ rồi, rồi nhỏ thấy vậy nó cũng tóc theo luôn, thấy bà ông vậy rồi nó sợ nó cũng sợ sợ nên thành ra theo mẹ luôn. Nó có nghĩa là anh Cường là lúc đương thời thì anh cũng có dấu hiệu về thần kinh rồi. Rồi sau đó là đánh vợ nhiều quá. Rồi ba đó cách nay năm nay là 65. Giờ thấy đánh quá là nó cũng sợ. Dạ. Nó vậy với đường bà mà. Đâu chịu nổi. Quá. Quá thì nó sợ. Ừ. Chứ còn ở thấy hồi mới đó, hai chồng cũng đi bình thường. Đi Bình Dương đồ làm ăn đúng không? Rồi được đứa con thì đứa con nó còn đi học. Thì thấy là nó cũng về cơm nước cũng nó khi nó cũng nấu cơm để kia đàng hoàng lắm. Thì trước cái nhà của nó nhà cũng nhỏ rồi nha, chừng nhà gặp gỡ ba thước rồi, nó có đó có đó, nó xây cái ấy và cái loại này nó làm không mẹ. Dạ. Rồi người sau này chỉ có miếng dĩa sắt nhà cũng 7-8 tắc à, nó cũng chìa qua nhà bếp nó đi ra ngoài này nè. Rồi thành ra nó vậy ra nó cặp ra nó mua nậu cờ là cái rồi nằm nó thấy được hồng cái rồi cái miếng sắt mà ngàn cũng lâm nhà ra lấy đút quần sắt lấy nó lập trần lấy nó lập đem đi bán. Thì thấy thằng này nó cũng kỳ rồi, mình thấy nó không nhà mà nó phá ra đó, đập đi bán. Dạ. Thì thấy nó có nó lại phật lầu á, từ 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 cái thì nó lên cơn rồi. Cái căn nhà thôi chứ không vậy cái phát rồi đi lập ra bán hả? Dạ. Thôi ông cụ nhìn vậy được rồi, con thấy là cũng nắng rồi. Dạ. Cho ông cụ vô nhà nghỉ ngơi. Dạ, dạ được rồi, cảm ơn. Hay là muốn nhìn con mình miếng nữa? Hay là muốn nhìn con mình miếng nữa? Thôi nó này mê men rồi. Mình không có nói chuyện đó được. Bởi vì tôi cũng nhờ tôi vô đây hỏi vậy nó có nói chuyện được thì hỏi nó thử coi biết hay không. Biết cha mình hay không hay là ông nào. Dạ. Muốn thử. Dạ. Rồi ông cụ đứng lên nhìn anh Cường cái nữa đi rồi mình đi vô. Không thấy cái mồi này. Nó ngủ quá là trái ngủ quá mà vậy á, coi vậy uống thuốc này rồi bộ thế rồi nó cũng qua ngủ rồi. Thôi con mời ông cụ đi vô ha, để nắng rồi. Dạ chứ... nè hút miếng đi anh. Để đó. Nè để đó đi, để dưới này ha. Ông Nhất đem cơm cho anh chưa anh Cường? Dạ. Anh có uống nước không em mua cho? Hả? Nè đeo thuốc này anh kéo đi để thôi nó tàn anh Cường. Anh chị đừng mà để đó. Hồi sớm giờ mưa có tạt không anh Cường?
Em vô ha. Khi anh Cường hết thuốc rồi á cô bác anh chị, thì có vẻ như là anh bắt đầu hung hãn hơn tí xíu, và mọi sự giao tiếp cũng khá là khó khăn. Và mình đứng ở đây thì anh cũng nhìn lại nè, và anh có vẻ như là đang, giống như là đang muốn chửi mình, tấn công mình á, tấn công Bùi Hồ, nên là nữ là cũng rất là lo lắng. Nên là nữ thôi để cho anh nghỉ ngơi đi ha. Ngày hôm nay thì sáng giờ út nhất á, là nói không có cho anh Cường uống thuốc, thì anh không có còn ngủ nữa. Và cái trạng thái thần kinh của anh hình như là gần như là trở lại nó trạng thái bình thường. Và cái thời gian tiếp theo á, thì Bùi Hồ sẽ đưa anh đi bệnh viện. Và Bùi Hồ đã tìm được một cái phương án để cho anh đi bệnh viện và điều trị cho nó một cách chính xác, và bác sĩ coi tình hình bệnh của anh như thế nào ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ đoạn clip này đến đây xin kết thúc, và chào hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ha.